Hello, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà thân yêu nha. Hôm nay trở lại với kênh Minh Nguyễn Miệt Vườn. Hôm nay mình xin chia sẻ cho bà con một cái video ngắn. Nói về hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con cách vô phân, bón phân á cho dừa 19 tháng tuổi, như là chẳng hạn như đại khái mình lấy cái điển hình là dừa của mình. Nó có lưỡi mèo gió nha bà con, cho bà con tham khảo rồi bà con vô phân. Và cái cách vô phân sau đó, rồi cho nó hợp lý cho bà con. Rồi trước khi vào vô chủ đề chính, mình xin review cho bà con trước cái cảnh đồng quê ở của Minh Nguyễn Miệt Vườn ở Gò. Tỉnh Tiền Giang. Rồi mới đi vào chia sẻ cho bà con. Rồi xin cho bà con tham khảo nha. Đây bà con thấy cái cánh cái mương không, lục bình mênh mông đó, bà con thấy từ A tới Z chưa đó, cái mương nè. Gió và cái vườn dừa của ông Nguyễn đây, vừa là 19 tháng tuổi đây, gần 20 tháng tuổi nha bà con đó. Để mình chỉnh cái camera cho nó im cái cây nha. Tiếp tục này, nghe mình Nguyễn nhẩm nữa nha bà con. Đây mình hôm nay mình tự biên tự diễn luôn, không có camera chính. À, đi camera chính này mắc đi show ở nước ngoài rồi, nay còn camera phụ quay tự xử luôn nha bà con. Đó bà con thấy cái lục bình chưa, cái mương lục bình mà thấy bà con thả đầy không đó, như mình Nguyễn thả đó đó bà con thấy nè. Bây giờ mình sẽ quay đại khái những cái cây dừa nè của mình nè, 19 tháng tuổi, bà con thấy nó đều không, mương nè. Này là trồng khoảng cách là 5,5 m nha bà con. Đó, một cách cái mương nè, cái mương này ở Gò Công này, nó đất nó kia bằng thung lũng tình yêu bà con. Nó trũng vô địch luôn. Thành ra mình móc cái mương bự này cho nên tận dụng cái đó mình làm cái nguồn hữu cơ luôn. Nè, mình sẽ rải rải lục bình nè, không, thả lục bình xuống nè. Bà con mới đầu bà con móc mương lên thả lục bình nó chết đó nha bà con. Nó vàng 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 lá chứ không được vậy nha con. Nó từ 1 năm đổ lên là lục bình sẽ phát. Rồi để mình quay cho bà con thấy luôn. Đây là cánh đồng mênh mông cỏ, đồng lúa mênh mông ruộng cỏ, bên kia cũng là một đám dừa, bên kia người ta trồng mô hình dừa trồng chen chuối cũng chạng như mình luôn đó. Thấy bà con thấy cái cảnh miền quê sông nước đồng cỏ mênh mông bà con đó, tại sao bà con không trải nghiệm một lần đó, về cái cảnh cho yên bình ở miền quê mình đi. Rồi hôm nay mình vô vấn đề chính nha. Em nhảm hoài có nhầm bà con nó, trời ơi ông quá trời, ông vô thẳng chủ đề đi, em qua em nhảm hoài riết nghe tôi riết cũng mệt mỏi ông nữa. Khi tôi thương yêu thương mến kênh được ủng hộ kênh mà ông nhảm hoài riết thôi cũng chán chứ. Rồi khi cái nhảm đó cũng là cái chia sẻ nha bà con. Rồi hôm nay mình đi vào vấn đề chính nè. Nè, tại sao mình là vô phân mà mình vẫn để cỏ như vậy đó, bà con thấy không nè, Minh Nguyễn vẫn để cỏ mênh mông rồi nha bà con, vô phân Minh Nguyễn vẫn để cỏ đó, bà con thấy chưa, vẫn để cỏ nha. Tại sao mình để cỏ? Mình để cỏ thứ nhất là mình giữ độ ẩm. Cái dừa cái chặng này là mình đã rải phân hết nha bà con. Đó, mình đã rải phân hết. Nhưng mà mình rải phân, cái đất mình không có cỏ thì nó sẽ bốc hơi nắng nè. Nó bốc hơi lắm nha bà con, cho nên mình phải để một lớp cỏ như vậy. Có nhiều người đặt thí dụ hỏi, để cỏ vậy nó chiếm cái dinh dưỡng của cây hết sao? Rồi, mình xin thưa luôn, mình cũng có cái lý do. Bây giờ dây thứ nhất là bà con để cỏ vậy phải không, rồi bà con quăng xuống cho mình, bà con lấy cái máy cắt cỏ hay là mua tưa tùy theo cái dùng mà bà con xài dụng cụ, rồi bà con rải phân phải không, bà con tưới ướt cho mình cái hết. Rồi xong bà con lấy cái máy phát cỏ, bà con chém chém xuống là thành ra lấy nó trị nó luôn, lấy cỏ mà tủ lại cái phân luôn nha bà con. Đó bà con thấy ẩm không đó, cái đó là cái bí quyết nhằm bà con cứ rồi cái ruộng cây sạch sẽ mà không còn cọng cỏ luôn, mình thấy sót ruột chùm. Cái dừa bà con để ý, cái cây bất cứ cây trồng gì bà con thấy cái cỏ mà lên xanh á, là cái cây nó phát triển mạnh lắm, còn cái cỏ mà nó đén đén nó đổ quét á, hỏi bà con làm sao mà cái cây phát triển nổi đó. Thứ nhất bà con để ý cho mình cho đó ha, cho nên bà con phải tận dụng cái cỏ tối đa. Ở cái miệt Đồng Tháp bây giờ có rất là nhiều bà con đã, người ta sẽ kết hợp lại cái hữu cơ nè, là từ cỏ thiên nhiên nè, người ta làm tủ gốc nè như vậy, chẳng hạn nó xanh vậy ha, bà con thấy cái lớp cỏ chưa, rồi bà con rải cái phân xuống đi, rồi bà con tưới một cái,
cho nó thấm phân xuống, bà con lấy cái máy cây chém cỏ, bà con chém một cái một phát qua đều hết, là thành ra cái lớp cỏ đó nó tủ lại với phân, nó không bốc hơi. Cái phân mình rải, bà con, phân mình rải mình để nắng quá mình tưới nó không có hấp thụ kịp, nó sẽ bốc hơi từ 50 đến 60% luôn nha bà con, chứ không phải là cái cây nó hấp thụ hết cái lượng phân đâu. Cho nên trước khi bà con vô phân là bà con vô phân phải tưới liền, tưới một ngày mới tưới một lần cho nó ướt, cái bỏ một ngày nghỉ ngày tưới là 3 ngày liên tục. À, cái cây dừa mà có hiệu quả là có nghĩa là nó tan phân thân thấm dưới luôn. Chứ còn mình thì mình tưới cũng được đi, nhưng mà mình theo dù mình tưới phân á, mình ngâm mình tưới cho nó im mà con, khỏi cần bốc hơi. Nhưng mà có không bằng cái rải là mình rải đều hết à. Đó như cái chẳng hạn như vậy. Cái mặt clip giờ mình rải đều hết ráo luôn. Đó cái rễ bà con thấy cái lá tới đâu á, bà theo dõi bà con thấy cái lá tới đâu là cái tàn tới đâu là cái rễ tới đó nha bà con. Đó, đây nè, mình đã bắt đầu chuẩn bị mình vô phân. Bây giờ cái này mình vô phân tùy theo bà con đã vừa có lửa mèo rồi. Tùy theo cái mức độ mà phát triển của cái cây, bà con thấy nó tốt quá, sung quá thì bà con cho ăn NPK 20-20-15. Cái hạn 20-15 trên thị trường giờ nó rất là thịnh hành, những loại phân như là đầu trâu, phú mỹ hay là 30-10-10. 20-15 là phú mỹ nè, đầu trâu nè. Rồi mình xài thịnh hành hai cái loại đó thôi, còn mấy cái kia mình không biết tới. Bà con mình không có nói là cái nào là tốt xấu, nhưng mà mình xài cái nào ok thì mình chia sẻ cho bà con. Đó, bây giờ nè, hình như cái này mình vẫn xài đầu trâu được nè. Nhưng mà đầu trâu nó rất là tốt của cây nha bà con, nhưng mà với điều kiện là bà con phải tưới nước cho nó. Sau này vừa có trái là hàng đầu trâu là đứng số 1 trong các loại tất cả các loại phân. Mình không có chê với loại phân kia, nhưng mà mình áp dụng đúng cái phân nào mình xài nó hợp lý thì mình nói thôi. Chứ còn cái phân kia thì tùy theo bà con, tùy cái thổ nhưỡng đó nha bà con. Chứ đừng có nói nghe Minh Nguyễn nói vậy các bà con xài theo, nhưng mà cái tốt nhất mình xài từ xưa giờ á, cái vườn dừa mà nó trái nhiều quá, không là nó không có nứt trái, không rụng trái non, ít rụng trái non là nhờ cái phân là độc trâu đó nha bà con. Nè, cái thứ nhất nè bà con, đây bây giờ mình sẽ để camera đây, mình sẽ chia sẻ cho bà con luôn. Đây, hôm nay mình vẫn là xài phân cũng đầu trâu luôn nha bà con, tại mình xài dừa lớn xài nó luôn, nhưng mà dừa vẫn tốt, phát triển bình thường nè. Nó nhớ điều kiện nhà bà con để cỏ vậy ha. Rồi với hai nè, đây là cái dụng cụ của mình nè bà con. Đây, cái dụng cụ của mình đây. Cái bà con làm vườn ít nhất phải chuẩn bị một cái máy như vậy. Đó, cái thứ nhất nó hai công dụng. Đây, nó cái này là tưới nè. Cái công dụng nó là tưới nè con, mình rắn cái đầu gọi vô tưới nè. Mình đang vô phân chuẩn bị mình tưới ha bà con ha. Đây nè, đó. Đó, nó thiết kế vậy nè. Có cái ống nó cái bà con mang vô. Lát mình tưới cho bà con thấy luôn. À, là cái thứ nhất. Trời ơi, nó hiệu quả. Còn thứ hai nữa, bà con đã tưới xong, bà con gỡ cái đầu rọ ra, tra cái lưỡi để chém vô. Mình nhiều khi lớn tuổi thì có cái, bây giờ nó có cái ổ cước. Cái mùa ổ cước nó quấn bằng cái dây cước, bà con chém thoải mái, đâu có sợ phản vô dò gì đâu sợ. Chiều mát, bà con đã chém gốc cũng được, chém cỏ gì nè. Ok lắm nha bà con. Đó, bây giờ mình sẽ quay vào cái camera chính nè, chia sẻ bà con cái cách vô phân luôn. Đây, cho mình đưa xuống camera chút nha bà con. Đó, bây giờ là mình chuẩn bị cái phân rồi nè. Đây, bà con thấy không? Đó, mình vẫn là đó, xe rùa tới nha, dụng cụ của mình ha. Giờ mình chia sẻ cho bà con trước cái dừa mới có lưỡi mèo tới 19 tháng đi. Một lát mình thì ghép sau, mình sẽ chia sẻ cho bà con cái dừa có trái nha bà con, phân sao đây nè. Bà con cứ định kỳ cho mình. Đây, thấy thông thường cái dừa mình nó đạt như vậy thì thông thường mình đi của mình theo cái kinh nghiệm của mình nha, cũng 22 ngày lần mình rải cái dừa lớn á, rồi cái mình rải luôn nè, một lần bón chứ nhiêu đây nha bà con. Nè, lấy bà con cái vũ khí bà con của mình nè, cái chén đó, bón nhiêu đây rồi gốc nó đơn giản có nhiêu đâu. Bà con cứ đi định kỳ hoài 22 ngày lần, 20 tới 22 ngày lần đi theo dừa lớn luôn, rồi cái dừa bà con nó phát cực kỳ luôn. Giờ ở chỗ thị trường, ở chỗ bà con không có DAP thì bà con cứ sử dụng đầu trâu này nè. Đầu trâu này chỉ mặt lá tốt nhất, nó đạm, kali, lân, nó cân đối nhau, nên cây dừa rất là cần những thành phần đó ha. À, mình xài này đấy bà con nè. Thì bà con cứ vậy,
mà con cứ gãy bung ra nè, nè để hết clip luôn nè, con thấy không, anh Nguyễn cái rãi nè, nó đã đại ra đại chứ, cái nhà bà con được cái chọi gốc nha, chọi gốc thua cái để ăn nè, đó mình rải rải vậy ha, đó mình chia sẻ tận tình cho bà con luôn. Rồi xong cái bà con lấy cái máy tưới á, bà con tưới ướt đại hết luôn đó nha bà con, bà con tưới ướt đại cái đầu cái máy qua ngày sau, bà con là lấy cái tra cái lưỡi cắt vô, bà con chém cỏ chém rồi thành ra cái lớp phân mà mình mới tưới nó nằm ở dưới hang, rồi cái cỏ lấp lên thành ra nó tạo một cái lớp độ ẩm cực kỳ hiệu quả cho cái cây đó, mình chia sẻ cho bà con thấy đúng không. Bà con nên để cỏ cho giữ ẩm gấp đó, mình là để mai mốt mình sẽ chia sẻ bà con cái cách tạo hữu cơ đó nữa, nó là hữu cơ cái cỏ là tốt nhất đó. Bà con đừng có nghĩ nó là chiếm dinh dưỡng nha bà con suy nghĩ đi, cái đất bà con cảm giác được á, nếu mà mình trồng dừa mình theo dõi cảm giác được cái chỗ nào mà nó cỏ nó xanh nó mướt là cái cây cái lá nó mướt theo, chứ còn bà con thấy cái chỗ nào mà cỏ mà vàng que mà không sống nổi á là đất cho đó bị phèn, cho nên đó thứ nhất là nó bị phèn, thứ hai nữa là cái cỏ mà chết rồi cái rễ bất cứ cái cây khác trồng xung quanh nó cũng không tốt mấy. Rồi bây giờ mình đã rải xong rồi đúng không con, đây rải xong rồi mình sẽ chia sẻ cho bà con cái cách tưới luôn. Đây ở đây lục bình quá trời nè, nhà mình rất vừa bỏ dục mình lên nè. À, rồi mình quay cái camera lại cho bà con thấy mình tưới luôn, cái như mình chia sẻ cho bà con cái trong cái mức cái khả năng của mình, nói chung mình trồng được cây dừa muốn đạt năng suất cao phải kỳ công lắm với bà con, nhiều khi bà con trồng mà muốn có đạt thành quả cao bà con chịu cực, thành ra nó không có đạt như mình mong muốn nha bà con đó, bà con phải ráng trì trí trồng cái gì bà con phải trì trí nè. Rồi mình sẽ mở cái máy lên mình tưới cho bà con ha, không mà mình chia sẻ cái máy cái dừa lớn, bây giờ tới cái dừa nhỏ nha bà con nè, mình phải trì trí. Bây giờ quan trọng nè, bà con phải làm cho hồi nhỏ bà con tạo sao cho cái gốc cái đế nó bự như nè con nè, tốt nó bà con thấy không, 19 tháng lá phè dừa này, dừa có chú 10 nè, đó, chú 10 thành nè ha, còn là cái dừa lớn hổng làm quay bà con biết rồi, lát mình sẽ quay luôn cái video đó, cái dừa lớn luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ tưới cho bà con thấy nha, giật máy lên, cái công cụ hỗ trợ bà con trồng dừa nên có cái máy này, nó là bây giờ nó thịnh hành nhất, vừa chém cỏ luôn nha bà con. Rồi máy để ba máy luôn cây cho ngon lành cái nha, chà đây lầu không đây có hơi trứng hàng trứng hàng à, để máy lên đừng vậy. Nè cho mày bà con thấy luôn. Đó. Đó, bà con thấy không? Đó nó công dụng ghê chưa, đó bà con trồng dừa mà có mương vậy nè bà con phải tận dụng cái ưu thế của nó, coi nhầm bà con không có mương thì bà con xài mua tưa, nhưng mà phải quan trọng để gõ cho mình nha bà con đó. Thấy chưa, rồi cái đầu bà con tưới cho nó tan cái ha, tan cái ngày mai cái sáng ngày mai bà con bỏ cái rọ ra, tháo rọ ra tra cái lưỡi cắt vô, bà con chém cỏ cho mình, rồi cái cỏ này nó sẽ tủ xuống cái lớp phân của mình đó, đó nó giữ ẩm, rồi xong ngày mốt bà con tưới tiếp tiếp cái của cái nữa đó, tưới vậy tưới đi tưới lại nó ẩm vừa ẩm nữa tan phân dưới nữa là quá ok để phải không, làm như vậy nó sẽ giữ lại cái mức độ phân là bốc hơi ít với 30% nha bà con đó, mình chia sẻ cho bà con cái tận tình như vậy thôi. Video mình tin là tới ngắn gọn tới đây thôi, cũng xin chúc bà con áp dụng thành công nha bà con đó, mình cứ bây giờ chỗ bà con có phân gì DAP DAP càng tốt, DAP là giai đoạn này cái dừa rất cần, nhưng mà có một vùng chỗ số bà con không có
Thì DAB bà con vẫn cái liều lượng như vậy, cũng là hơn nửa chén chút xíu, bà con cứ rải 20 ngày, 22 ngày bà con làm cho một lần, kể mình trồng phải đầu tư đó, bà có thấy không, đâu phải đầu tư vô nó mới đạt được cái dừa rồi cao, chứ còn thì mình vô phân nè, mình coi cái dừa mình cái lá, cái bộ lá nó sao bà con, và lá nó xanh mướt thì bà con tăng hay là giảm này theo cái dừa theo của mình, kinh nghiệm của mình nha bà con. Bà con thấy cái vườn dừa mình nó lọt xọt quá, nhà bà con cây trên trời cây dưới đất, nhiều khi mình không biết cách mà vô phân. Cây trên trời á thì mình khi hai cây nó gần nhau mình khống chế lợi cho bà con, mình nhéo cho nó, nhéo nó miếng lợi cho thằng nhỏ lên. Cái dừa rất là cần phân với đạm, phân đạm mà cao nó là cần nhất, hữu cơ là hỗ trợ cho cây phát triển lâu dài đó, chẳng hạn hữu cơ chẳng hạn như phân chuồng, phân bò, phân dê, tất cả các loại phân chuồng, rồi thêm cái phân xanh nữa là phân cỏ, cỏ rác lục bình mình tạo lên mình cắt. Cái bây giờ mới đầu bà con mới trồng cỏ nó lú 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 lên bà con cắt, từ mà khi mà nó càng mà cắt cắt tới cái vừa có lửa mèo có trái đó, là cái lớp phân nó là có thể tính ra cần có tấc phân gì đó bà con, cái đất bà con nó rất là đẹp, nó phân không à. Rồi sau này cái dừa mình nó phát triển á, nó có trái nó rập tự tự cỏ nó sẽ chết, nhưng mà cỏ nó chết rồi thì còn lá dừa, lá dừa bà con rọc xuống bỏ tại gốc, lưu ý rọc lá bỏ tại gốc cái đừng úp vào gốc, úp vào gốc nó sẽ có tác dụng phản tác dụng của cá dày, một là nấm trắng nấm mốc đó, hai là cái con bù hung nha bà con, bù hung nó trốn ở dưới á, cái con mà tấn công cái cây dừa của mình á, nó rút ở dưới á, thì khi bà con xịt thuốc bỏ thuốc nó không có ở trên được mà nó trốn dưới, rồi bắt đầu tối canh gì nè, trời mất mát nó lên nó dứt nè đó. Cho nên bà con cái lá dừa bà con nên rọc ra bỏ tại xe xa gốc nó hết, rọc nhuyễn ra tự nó phân quỷ, nó lẹ quỷ lắm, nhất là cái dừa xiêm đùng nó lẹ quỷ lắm, nó lẹ mục lắm đó. Thôi mình cũng xin chào bà con, xem video bà con thấy cái hữu ích bà con cho mình một like hoặc comment về ủng hộ tinh thần, hoặc là mình cần rất là cần sự đóng góp của các cô chú anh em gần xa để mình cùng nhau phát triển cái nền kinh tế mình, nhất là trồng trọt về bên lĩnh vực cây dừa đó. Mình là chuyên môn về cây dừa, mình trồng, mình nghiên cứu sâu về nó đó. Mình nói xin lỗi bà con trước, xin lỗi bà con nha, mình không phải là kỹ sư nha, đôi khi mình có nói sai lời thì khi bà con cũng bỏ qua thông cảm, nhưng mình cũng thông cảm cho Minh Nguyễn nha. Mình cũng là một cái người nông dân, cũng đứng thân từ nhà nông đi bằng hồ xây dựng rồi bà con đó, nhưng mà mình biết cái nhiêu mình chia sẻ bà con nhiêu đó, những cái ý của mình chia sẻ nãy giờ bà con nắm, nhớ nắm áp dụng cho vườn dừa của mình. Bà con xem từ từ bà con đừng có tua qua, nếu mà bà con thấy Minh Nguyễn nói cái lý, muốn ủng hộ kênh Minh Nguyễn thì bà con ráng cố gắng xem những quảng cáo hết, để tua những quảng cáo, xem hết quảng cáo cho mình, cũng như là giúp mà Minh Nguyễn có một thêm phần chi phí để là củng cố tinh thần, với giúp cái Minh Nguyễn có chi phí để đi quay quay thêm đó bà con chia sẻ đó. Thôi cảm ơn bà con nha bà con, chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong một video kế tiếp nha bà con.